để làm rõ các tình tiết của vụ án giết người tại xóm Vĩnh Xuyên, xóm Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Vào ngày 24 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị tính năng tiến hành thực nghiệm hiện trường. Theo đó, những lời khai của đối tượng Thêm và những hành động thực nghiệm tại hiện trường đã trùng khớp với các tình tiết của vụ án. Theo tài liệu, hung ác thủ của vụ án là Đinh Thị Then, sinh năm 1989, trú tại xóm Cáp, xóm Hồng Vũ, Ninh Giang, làm nghề thu mua sắt vụn. Do có mâu thuẫn cá nhân với anh Bùi Ngọc Thành, sinh năm 1979, trú tại xóm Vĩnh Xuyên, xóm Vĩnh Hòa, Ninh Giang, làm nghề cai thầu xây dựng, nên đã kín tìm tin, địa chỉ nhà của nạn nhân. Sau khi biết được tin địa chỉ của anh Thành, vào khoảng 5 giờ 30 ngày 24 tháng 10, hung ác thủ đã đi xe máy, bịt khẩu trang đến nhà anh rồi gọi anh Thành ra nói chuyện. Tại đây hai bên đã xảy ra cãi vã, sau đó đối tượng Then đã dùng con dao gọt hoa quả mang sẵn trong người đâm 3 nhát vào người anh Thành. Anh Thành chạy ra giường thì gục ngã, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu giúp nhưng đã tử vong. Một số hình ảnh thực nghiệm hiện trường vụ án. Tại cơ quan công an, khi điều tra viên hỏi về những nhát dao đâm vào người anh Thành, Then khai, sau khi dùng tay phải đâm nhát thứ nhất vào người anh Thành, quảng hồn anh Thành không chết, Then đã rút dao khỏi người anh Thành sau đó đâm tiếp 2 nhát nữa vào người anh Thành. Trong quá trình rút dao khỏi người anh Thành, phần lưỡi dao gọt hoa quả đã làm Then bị yêu thương ở tay phải, sau đó Then đã phải đi khâu và điều trị vết yêu thương tại một cơ sở y tế gần nhà. Sau khi ra đi hiện trường, Then đã làm rơi một số vật dụng cá nhân tại hiện trường. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang kế tiếp củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo điều khoản của pháp luật.